Dạ vâng, xin kính thưa tất cả anh em toàn cầu. iPhone xưa nay thì vẫn thể hiện được sự sang chảnh của chủ nhân, người sở hữu nó. Những người dùng iPhone thường là những người có điều kiện và nói thật là nhà hãng chẳng có gì ngoài tiền. Và tất nhiên, nhìn họ rất là sang chảnh và phát biểu cũng rất có học thức. Ai cũng khao khát có iPhone, cũng chính vì vậy cho nên thị trường iPhone cũng rất lớn và tiềm năng. Nhiều người đã lợi dụng nhu cầu mua iPhone quá lớn của người tiêu dùng để tuồn hàng dựng và hàng kém chất lượng ra bên ngoài thị trường. Thế nên mới có những trường hợp như thế này. Cái này nó hỏng, cái này tôi có đòi bảo hành ở cái mặt kính không? Bây giờ là hỏng của tôi là hỏng ở trong, không gọi điện, không nghe được tai trong. Từ nãy thực ra thì chỉ là một cái clip vui cho anh em thôi. Thực ra bây giờ ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều các cái bước để có thể kiểm tra được một chiếc iPhone xem là hàng dựng hay là kém chất lượng. Tuy nhiên nó chỉ đảm bảo khoảng 50 cho tới khoảng 60% cho anh em xem chiếc máy đó có phải là hàng bị dựng hay không mà thôi, chứ không thể nào mang tính chất tuyệt đối được. Ngay kể cả bản thân mình cũng chưa thể nào mình tự tin là có thể test được một chiếc máy còn nguyên zin cho anh em. Và cái cách nhanh nhất để cho các bạn có thể mua được một chiếc iPhone hàng chất lượng đó chính là hãy chọn đến một cái đơn vị uy tín để cho các bạn có thể mua được. Hiện tại bây giờ Huawei đang bảo hành một sản phẩm iPhone cũ trong vòng 15 tháng một đổi một với tất cả các lỗi từ nhà sản xuất. Nghe thì có vẻ nó cũng kinh khủng đấy. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói rõ hơn cho anh em về chính sách này để cho anh em thể hiểu hơn được nữa. Có hai cái điểm về cái vấn đề bảo hành mà anh em cần phải thực sự lưu ý cho mình, đó chính là cái thời gian bảo hành cũng như thế là chính sách bảo hành. Chính sách bảo hành ở đây tức là nó sẽ bảo hành cho các bạn những cái phần nào trên chiếc iPhone của các bạn. Cái vấn đề đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn đó chính là về cái thời gian bảo hành, và đây chính là một cái yếu tố then chốt để các bạn có thể biết được là cái iPhone của các bạn nó có phải là hàng chất lượng hay không. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì không có một thằng nào mà bán cái sản phẩm iPhone hàng kém chất lượng mà bảo hành trong một thời gian dài cả. Cái đấy là tự thắt cổ mình. Và hiện tại bây giờ Huawei đang bảo hành một đổi một cho các bạn trong vòng 15 tháng với tất cả các lỗi từ nhà sản xuất. Và mình khẳng định luôn, đây là một cái thời gian bảo hành có thể nói là nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại rồi. Và nếu như mà các bạn tham khảo, thậm chí iPhone mới nhá, chính hãng được thì cũng chỉ được Apple bảo hành trong vòng khoảng 12 tháng mà thôi chứ không phải là 15 tháng. Thì mình nghĩ đây là một cái thời gian cực kỳ tốt, và cũng như đối với các sản phẩm cũ thì các bạn nên chọn cái đơn vị đưa ra cho các bạn thời gian bảo hành nó dài nhất có thể để đem lại sự yên tâm cho anh em trước đã. Cái vấn đề thứ hai mình muốn nói đến cho các bạn đó chính là về chính sách bảo hành, tức là một cái đơn vị đó nó sẽ bảo hành cái phần nào trên smartphone cho các bạn. Mình khẳng định với các bạn là tất cả các cái đơn vị các bạn tham khảo thì nó sẽ bảo hành cho các bạn về phím bấm này, hay là về loa này, về toàn những cái nó bên ngoài thôi, và nó sẽ không bảo hành cả nguồn và màn hình cho các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn được bảo hành cả nguồn và màn hình thì các bạn buộc phải bỏ ra một số tiền nó kha khá để mua thêm một gói bảo hành vàng hoặc là gói bảo hành mở rộng thì các bạn mới có thể bảo hành nguồn và màn được. Nhưng cái thời gian bảo hành nó cũng chỉ dừng lại ở khoảng 12 tháng mà thôi. Và thật sự cái việc là các bạn bỏ ra thêm một cái khoản tiền nữa để được bảo hành cả nguồn và màn, tức là mình thấy nó không thật sự nó hợp lý. Quay trở lại với Hùng Mobile thì cái bảo hành 15 tháng ở đây là mình muốn nói là bảo hành một đổi một trong vòng 15 tháng với tất cả các lỗi từ nhà sản xuất, bao gồm cả nguồn và màn hình luôn. Tức là các bạn chỉ cần mua một chiếc máy và sử dụng, không phải bỏ ra thêm bất kỳ một cái khoản chi phí nào để mua thêm gói bảo hành mở rộng hay gói bảo hành vàng. Đây là một cái điểm mà mình chắc chắn Hùng Mobile vượt trội hơn tất cả các đơn vị khác. Và để có thể tự tin là đưa ra một cái thời gian và chính sách bảo hành nó khủng như thế này thì Hùng Mobile luôn luôn tuyển chọn những chiếc máy cực kỳ tốt và cực kỳ chất lượng để có thể đảm bảo là trong cái thời gian mà các bạn sử dụng nó không phát sinh bất kỳ một cái lỗi gì. Gặp vấn đề bảo hành là không ai thích rồi, kể cả người dùng cũng như thế là đơn vị bán hàng. Và trên đây cũng chính là chính sách bảo hành iPhone mà hiện tại Hùng Mobile đang áp dụng dành cho những sản phẩm cũ và sản phẩm đổi bảo hành. Các bạn thấy chính sách này đã đủ để có thể hấp dẫn để cho các bạn phải chọn Hùng Mobile để mua iPhone hay chưa? Và mình khẳng định với các bạn, đây không phải là PR, mà các bạn sẽ thấy ngay nếu như mà các bạn mua iPhone từ Hùng Mobile thì các bạn cái thứ nhất được cái sự yên tâm, cái thứ hai, cái điều khẳng định hơn đó chính là cái chất lượng máy cực kỳ tốt luôn. Đây là một điều khẳng định luôn. Vậy thì anh em nhận xét như thế nào? Hãy để lại ý kiến comment xuống bên dưới. Và nhớ nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Hùng Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.